xã chuyển thành xã đặc biệt khó khăn, cán bộ có được trợ cấp. Bà Cao Thị Yến công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái từ năm 2009 đến nay. Tháng 12 năm 2012, xã Châu Quế Hạ được công nhận xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Yến hỏi, bà có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116 gạch chéo 2010 gạch chéo ND gạch ngang CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không? Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau. Trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116 gạch chéo 2010 gạch chéo ND gạch ngang CP. Ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và điều 5 thông tư số 08 gạch chéo 2011 gạch chéo TTLT gạch ngang BNV gạch ngang BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 116 gạch chéo 2010 gạch chéo ND gạch ngang CP chỉ áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam không áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sau đó địa bàn đang công tác được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh vì vậy đề nghị bà cao thị yến liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ công chức viên chức của tỉnh yên bái để được giải đáp Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé